Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Nhà trắng nói rằng có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã đưa quân đến nga. Ngày 23 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Mỹ có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã gửi ba không 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 binh sĩ tới nga và có thể sẽ triển khai đến chiến đấu ở Ukraine, theo hãng tin Reuters. Phát ngôn của ông Austin đánh dấu lần đầu tiên một quan chức Mỹ nói về thông tin Triều Tiên đưa quân đến nga. Có bằng chứng cho thấy có quân Triều Tiên ở nga. Chính xác họ đang làm gì thì vẫn chưa rõ, ông Austin nói. Không lâu sau đó, Nhà trắng lặp lại quan điểm của ông Austin, cho rằng binh sĩ Triều Tiên đã đi bằng tàu từ khu vực Ulsan ở Triều Tiên đến Tp. Vladivostok, vùng Viễn Đông. Nga, chúng tôi vẫn chưa biết liệu những binh sĩ này có tham gia chiến đấu cùng quân đội Nga hay không, nhưng đây chắc chắn là một khả năng rất đáng lo ngại. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, những binh sĩ này có thể đi đến miền Tây nước Nga và sau đó tham gia chiến đấu chống lại quân đội Ukraina, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói. Những ngày qua, Hàn Quốc và Ukraina có buộc Triều Tiên gửi quân đến Nga. Moscow và Bình Nhưỡng không thừa nhận thông tin này. Ngày 23 tháng 10, Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã hứa sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 10.000 quân đến Nga. Dự kiến việc triển khai sẽ hoàn tất vào tháng 12. Trước đó, ngày 21 tháng 10, Hàn Quốc triệu tập đại sứ Nga tại Hàn Quốc ông Georgi Zinukhev để phản đối thông tin quân đội Triều Tiên ở Nga. Hàn Quốc cũng cảnh báo sẽ chuyển giao vũ khí cho Kiev nhằm phản ứng lại quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên. Cũng trong ngày 21 tháng 10, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác. Do đó các bên không nên lo ngại. Về phía Triều Tiên, ngày 22 tháng 10, đại diện Triều Tiên tại Liên hợp quốc khẳng định Triều Tiên không gửi quân đến Nga để giúp Moscow trong cuộc chiến với Ukraine. Gọi tuyên bố của Hàn Quốc là tin đồn vô căn cứ.